Phong cách sống TV xin chào toàn thể các bạn nha. Hôm nay giờ ngày hôm qua thì mình mới về được con Toyota Innova siêu phẩm nha các bạn. Đây là hàng VIP để cho các bạn biết hàng VIP là như thế nào nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Thì trước mắt thì tại vì cái địa chỗ mình quay thì chặt quá, thấy không? Cho nên mình đậu hai chiếc nó hơi xéo xéo với nhau thì các bạn thông cảm nha. Đây là chiếc Innova. Innova VIP nha. 2014 nha các bạn. Xin tự lập lính nha các bạn nha. Bao các bạn luôn. Đây để mình review vòng vòng trong tại đường nó hẹp quá các bạn. Nha. Xe đã toàn diện nha các bạn nha. Đây cho các bạn xem nha. Rồi nên cho đi dùng hoài cho các bạn xem một cái đó nha. Quay ra. Review cho các bạn xem. Đây. Xe gỡ biển số đang chuẩn bị xét xe mà. Innova 2014 bản V. Đấy, là các bạn biết bản V là bản gì rồi phải không? Đó là bản VIP. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từng chi tiết các bạn xem nha. Nên hẹp ngay cái đường xe đi tới luôn thì nó ra đường khó quay quá. Rồi. Rồi bây giờ trước mắt thì mình sẽ đi vào khoang ma khoang nội thất cho bạn xem. Sau để mình đi thôi từ cánh cửa nha. Rồi giờ mình mở cánh cửa trước đây. Sùng chỉ là 100% nha các bạn. Đây sùng chỉ là 100% không có cắn đụng nha. Đây đây các bạn xem nha. Đây, đẹp chưa, đẹp như là xe mới. Đây các bạn thấy tại sao mình nói là xe VIP. Đây là bản V, là bản cao cấp nhất của Innova các bạn. Đây là con gà để trứng vàng cho tôi hãng Toyota các bạn. Bản V thì trên qua lăng nó là có điều khiển là coi nhất là coi như là rảnh tay nè, đầm thoại nè. Đó. Rồi bên đây gì đó mình cũng không biết luôn, nói chung tóm lại mình cũng không biết rành đâu. Cái này Innova là nay là chiếc này chiếc đầu tiên là mình chơi thôi. Hồi nào giờ mình cũng chưa chơi Innova ha. Rồi còn đó. Đi qua là tự động nha các bạn nha. Đi qua là tự động, ô tô tự động. Nha. Chứ không phải dặn cái nút đâu. Các bạn thấy mấy xe kia là dặn nút nhau, nhưng mà xe này bản VIP là nó có ấy nha. Rồi để mình đây là cái cửa thứ nhất nha, như là thấy nha. Đây là V nha các bạn. Bản V nè, số tự động nè, các bạn thấy chưa. 2.0 số tự động nha. Rồi xe thì bao các bạn đẹp, từ A đẹp lan keo luôn nha. Rồi, các bạn thấy nè, từng con từng cái nút bấm nè, thấy không? Từ nút bấm nó còn mới chót nè, nè các bạn thấy không? Đó, nó chót nè, thấy không? Đó. Này ốp gỗ nha các bạn, đẹp kỳ nha. Rồi. Cánh bò đầu cánh cửa sau nha các bạn nha. Đây, tại sao mình nói biết là mình lát mình sẽ giải thích cho các bạn coi nha. Đây, cho các bạn coi sùng chỉ nha. Đẹp từ ăn nhất ăn keo các bạn nha. Rồi đây nè mình, rồi mình quay kia đi. Đóng lại nha. Rồi cái cửa bên đây nha các bạn. Rồi cửa sau bên phụ nha. Cho các bạn xem luôn nha. Không có một cái phân chỉ nào nó bị ấy nha. Đấy, đẹp chưa? Đẹp như là xe mới các bạn. Đó, thấy không? Rồi. Ron thì mềm xèo nha. Rồi đây. Rồi để mình lên cửa trước luôn cái đi. Rồi lát nữa mình giới thiệu. Chỗ này nó chặt quá, sợ nó trầy xe. Thôi mình gọi nhẹ nhẹ luôn. Đây. Cho bạn xem mấy cánh cửa nha. Đẹp chưa? Đó các bạn thấy không? Tuyệt vời, trên cỡ tuyệt vời luôn nha các bạn nha. Innova 2014 bản V. Đấy. Đấy, số tự động nha. Bản V số tự động nha các bạn nha. Bản này là nó hiếm có thị trường lắm các bạn, chỉ có những máy thương gia với những gia đình mà trước kia người ta giàu có người ta đi thôi. 2014 các bạn nha. Nóng nhẹ quá. Đó, nóng vô. Rồi đây mình cho các bạn xem đây. Tại sao mình nói là nó là thương gia các bạn thấy chưa? Ghế hàng ghế rời các bạn. Hàng ghế rời. Từ đằng trước ra đằng sau là mình đi rồi. Chứ xe này đăng ký 7 chỗ cho các bạn nha. Innova là đăng ký 8 chỗ, nhưng Innova này hạng VIP á, nó chỉ đăng ký 7 chỗ thôi.
Đây mình ngồi trong đây, mình sẽ quay lên cho các bạn xem lên trước nha. Đây, các bạn thấy đẹp chưa? Hồi đi mình để máy này nực quá. Hồi đi mình để máy cho các bạn xem luôn nha. Nè, các bạn xem nè. Đồng hồ thì đi được là 90.819 cây rồi nha các bạn. Đó, tại vì nói chung xe này là xe rồi để mình bỏ cái lạnh lên. Thôi, mình đi qua lên là mát rồi đó. Trời, mát phát một lạnh cấm. Đó, để mình ngồi đây mình nói chuyện các bạn luôn. Đúng rồi. À. 4.000 đi qua các bạn. Đây nè. Đi qua lên các bạn thấy chưa? Đó, rồi qua sau nè, cái hàng này thứ hai nè. Đây là cái thứ hai rồi. Trần thì vẫn là trần nỉ riêng đẹp như các bạn nha, không có một cái gì mà giờ nói mà để chơi cái trần nữa nha. Đây, 4.000 lạnh nha các bạn. Được chưa? 2 4 6.000 lạnh chứ. Kinh vô xe này 6.000 lạnh nha. Xe này đang đi xét các bạn. Đang đi xét. Hai cái ghế kia mình dỡ lên cho trống nè. Đó, đẹp lắm các bạn ơi. Đẹp len keng luôn nha. Nếu mà ai mà đã từng sử dụng Innova rồi mà gặp chiếc Innova này là ghiền luôn. Innova 2.0 bản V 2014 bản VIP nha các bạn. Đèn thì giờ cửa mở là trái nha. Giờ tại mình bạn thời gian chứ cửa mở là trái. Đây mình bật đèn. Đây cái đèn. Rồi cái đèn sau nha. Đây nha. Cửa mở là trái thôi, chứ mình để ngay nắp giữa là cửa mở là sẽ trái nha. Đây, để mình mở cái cửa lắng mình. Đây rồi, để nắp giữa. Để coi nắp giữa chưa. Rồi để nắp giữa luôn. Rồi nên mở thử cái đèn, mở cửa có phải không nha. Đây, không phải cái nắp này là nắp tắt các bạn ơi. Nắp này nè. Đây thôi, nắp này nè. Nắp này nè phải không, thử coi. Đúng rồi. Đúng rồi, để mình bật hết lại cho các bạn xem nha. Bật hết cho các bạn xem. Sao đúng rồi. Rồi giờ mình mở cửa nha, mở cửa đèn nó cháy các bạn xem nha. Nè. Đó, giờ mở cửa đèn cháy, đóng cửa lại. Đèn nó tự tắt. Đó nha các bạn. 4 cây như vậy luôn nha bạn. Các bạn cái cây dưới cây sau nha nè, để mình mở cửa cho các bạn xem nha, cây sau nè. Ở cây sau mình mở cửa nha. Rồi. Mở cửa cái đã. Đó, cháy lên thấy không? Đóng cửa lại. Rồi, tắt thấy không? Rồi. Phần ghế này là có đời bệ titan nha các bạn nè, bệ titan. Hàng ghế thứ hai bệ titan. Hai bên có hai cái titan. Các bạn thấy chưa? Là ghế VIP. Cái VIP thứ hai nữa là cái hàng ghế này bạn có thể đẩy tới chạy tới cho lùi được nè. Rộng 2m8, 2m thì ngồi đây thoải mái nè. Nè, cho mình cho chạy tới các bạn xem nè. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Nè, chạy lùi nè. Thấy chưa? Đó, mình cho các bạn thấy không? VIP cỡ đó đó. Nè, cần số đàn các bạn thấy không? Mới chắc. Cận cảnh cho xem. Đó. Đó. Đồng hồ thì đi được là 90.819 cây. Đúng chính xác. Đó này, mình thấy nè. Hai các bạn nha. Rồi, đó, các bạn thấy đẹp chưa? Lên kia nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đi ra vòng sau mình sẽ quay cái dàn gầm cho các bạn xem nha. Để rồi mình quay dàn gầm nha. Rồi, đây là gầm các bạn nha. Gầm xe luôn các bạn xem. Gầm nào mới keng lên các bạn. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy tối nha. Sao lít nha. Nè, gầm mới sao không các bạn? Các bạn thấy sao nó mới thôi. Thấy mới thử đàn. Thấy không? Mới thử đó. Chưa khó quỳ quá. Để cái máy quá chừng. Đó còn mới bởi 80% các bạn, 5 cái nha. Đây, lồng lồng dè, thấy không? Mới tròn, căng mới. Đó thì còn được 80% các bạn, 70% à. 4 cái 70% một cái thì 90% cái xe cua. Mâm theo xe nha các bạn, mâm theo xe là mâm này nha, nó đẹp lắm nha, chứ không phải mâm trước kia đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi này trước rồi các bạn, giờ mình toàn là cảnh xe nha. Tại mình quay cái này chặt quá, các bạn thông cảm. Đây. Rồi mình sẽ cho đèn nó cháy hết các bạn xem nha. Rồi, đây đèn mình nó bật lên nha các bạn nha. Mình nó bật đèn đủ luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Đẹp cực kỳ chưa? Đèn sáng trơn. Đấy. Innova
Toyota Innova 2014 bản V, số tự động 2.0 các bạn nha. Đấy, chạy thì như phi thuyền mặt đất, xe phíp mà. Nói nó chơi vui chứ chạy rất ngon các bạn ơi. Chạy là ngon lắm. Cũng đâu thua gì xe tiền tỷ đâu. Tại vì nó hồi xưa nó cũng cả tỷ mấy mà. Còn Kiến thì các bạn biết không, Kiến thì nó còn theo xe không nè, các bạn nè, Kiến còn theo xe nè. Các bạn thấy không? Thấy không? Tối quá rồi. Kiến nào cũng theo xe đó. Đây. Bây giờ xe xe các bạn thấy không? Ui giời ơi, thấy không? Đi ra đường ra xe không à các bạn, mình né qua bên đi. Thì bản V nha các bạn, bản nhớ các bạn nhớ đây là bản V nha. Bản V nha, bản V 2.0 V nha, Toyota Innova 2.0 V. Đang lấy bản số đi xét xe, đây, chuẩn bị xét xe các bạn. Rồi. Xét xe xong rồi ra tên thì các bạn mua thì mình sang tên là các bạn và quỹ quyền các bạn nha. Rồi, xe này thì nó can sẽ ban từ đầu đích nha các bạn nha. À, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem dàn máy nha. Rồi đây dàn máy các bạn, nó đang nổ, máy đang nổ nha các bạn nha. Đây máy nổ thì thầm như đó như chó thở các bạn. Nói như vậy các bạn không tin, đứng kế bên không nghe luôn á. Đó. Rồi nó mới còn điện chưa ra con ốc nào nha các bạn ơi. Tại ở đây tối nha các bạn. Ở ngay chỗ này là rất tối luôn, tại vì cái là nhà mình trong nhà là tối thui nè, thấy không? Nhà mình tối thui à. Không có đèn. Bình thì là tháng 9 năm 2 tháng 1 năm 2021 các bạn. 9 tháng 1 năm 2021. Đấy, các bạn coi trên máy đi. Này, các bạn thấy nó mới nè. Đầu đít nó không có một cái gì nào quên hết, cho coi coi sùng chỉ ở trên turbo quên nữa. Mình xin lỗi nha đây. Sùng chỉ trên turbo nha. Mình quên cho các bạn xem này nữa. Nó không có rành, không có rành, thấy người ta quay sao mà chứ quay vậy thôi. Thấy người ta quay ngược sáng nó tối tối. Nè các bạn thấy chưa, cái mới nè các bạn ơi, mới tư nè, con ốc chưa có con ốc nào ra luôn, các bạn thấy chưa nè, được chưa, đó, được chưa, nó tròn, 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 đấy, mình là không có nhà, mình không có rửa đâu, mình cứ đi tìm rửa thôi, nhà mình không có rửa được, các bạn nha, được chưa, đó, được chưa, rồi mình sẽ cho coi bạn, các bạn coi cốp sao nha, rồi, rồi mình mở cốp cho các bạn xem nha. Rồi mình cho các bạn coi cao cấp sao các bạn nha. Rồi cấp sao các bạn. Nè. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Không có một, không có mất một phân chỉ đâu nha các bạn. Đó. Chưa? Nè, ốc này à. Ốc cấp sao không có mở nha. Nè các bạn thấy chưa? Đó. Chưa? Chưa. Rồi đợi cho bạn xem nha. Đây tâm đẩy của nó mới chắc nha. Rồi, rồi keo chỉ nha. Này các bạn thấy chỗ này còn mới vậy nè các bạn. Cái chỗ mà cái phá còn mới vậy đó. Keo chỉ nè. Mình chỉ quay thôi, còn các bạn mua các bạn phải tới coi nữa chứ, vậy nguyên đấy coi cho đẹp đàng hoàng mua nha. Rồi xe gia đình đi nha các bạn, cho các bạn xem đó. Xe này xe gia đình đi đấy. Rồi rồi cũng đây là Phan đi lên được trước là đi có hai cửa, hai có hai ghế bên nha, còn đi làm đi chính giữa nha các bạn. Có cửa mở là đèn trái vậy các bạn, bốn đèn trái vậy, còn đóng là nó sẽ tắt, các bạn xem nha. Rồi, tắt hết trơn bạn, tắt hết rồi thấy không? Rồi. Rồi để cho mình cho chạy xe vô cho bạn xem luôn nha. Rồi, một lần nữa thì mình cũng mong các bạn đón nhận chiếc Toyota Innova 2014 bản V các bạn nha, bản tự động nha. Đó mà các bạn thấy là đồng hồ nè. Khi mà nổ máy lên rồi là không có một cái lỗi nữa các bạn thấy. Không có một cái lỗi nào nha. Đó, nó đang chưa N là đang chưa bung no các bạn. Nó chưa N trong đồng hồ là chưa bung no đó. Rồi mình sẽ về D mình chạy nha. Mình hãng tay xuống nè. Nãy thắng tay trái rồi, thấy cái thắng tay mình giờ hãng tay rồi, dần về D nha. Rồi D rồi các bạn. Các bạn thấy không, D nè.
thấy không, đây nè, hồi nãy là bụng no nè, các bạn thấy cái chữ xanh xanh đó à, là bụng no nè, ve nè, đó các bạn thấy không, ve là có cảm biến kêu đó, đó rồi no nè, đó hình như là một, đây là ba nè, rồi hai nè, một nè, có cái L nè, trời có số mạnh nữa các bạn ơi, ghê thiệt chứ, đó ba nè, D nè. Rồi đồng hồ sẽ chạy về nha bạn. Thua máy thì nó đang nằm dưới là dưới 1.000 nha các bạn nha. Ghê không? Bạn sẽ xem nó ngon ghê không? Rồi giờ mình cho chạy vô nha các bạn. Chạy vô nhà nha. À, tại vì không biết sao nhà mình nó hẹp lắm. Mà nó tối nữa. Nó tối thui đúng không à. Rồi mình chạy nó chạy cả chớ chứ nó quơ bởi đỏ. Cố gắng cho các bạn truyền tải các bạn xem. Rồi để mình bật đèn cho các bạn xem này nha. Rồi đi vô đây tối vô đèn đó, bạn thấy chưa, đèn sáng chớ đi chưa nè, pha cốt nè, pha nè đó, bạn thấy chưa, đèn gầm đèn lên đó nè, tắt nè, tắt đèn nè đó, còn cái nút này cái nút dặn đèn sáng tối nè bạn nè đó, có nút dặn đèn sáng tối nè đó, có nút dặn đèn sáng tối luôn nha bạn nha. Rồi mình vô nha bạn nha, vô. Nói chung là bản V này bản tự động dễ chạy các bạn. Nó để tối các bạn thấy không? Nó thui thấy không? Rồi. Mình đậu đây đi, để lát vô nó dính mấy sen kia nữa. Rồi đồng hồ tua nó chưa tới 1.000 các bạn thấy không? Đồng hồ không có miếng lỗi nha các bạn. Nhìn chỗ bạn thấy đó, vậy là thấy là nhìn không có miếng lỗi đâu. Bật cho sáng sáng chiếu đó. Đó cho nó sáng chứ các bạn ơi, đồng hồ này thì nó, để mình về B đi, rồi về B rồi, rồi khỏi cái tay đi. Cái này nó có hát gì đó mà mình thật sự mình không biết chỉnh coi, cái màn hình này nó cảm biến á, nhưng mà mình không biết chỉnh nè. Gì đây, A, B rồi gì đây rồi, là vô đâu. Nó vô nó khè khè đấy các bạn. Tóm lại là mình chưa biết chỉnh cái này. Để mai chiều, nói chung lần đầu tiên mình chơi Nova đấy các bạn. Tại vì mình đam mê chiếc Nova này có ship quá cho nên mình nài lại thôi. Thấy không? Đó, rồi chơi cho biết. Các bạn thích thì mình trường lại nha. Rồi, các bạn nếu mà thấy cảm thấy thích chiếc Nova này thì cứ alo cho mình. À, qua số điện thoại là mình sẽ để ở dưới mình nha các bạn nha. Mình sẽ để ở dưới tiêu đề đó, các bạn sẽ liên hệ cái số điện thoại đó nha. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn nha, fan để mình ra quà cái đó. Đây, rồi đây là cái quài nữa nha các bạn, mình chạy trong nhà tối nha. Rồi các bạn có gì liên hệ với mình qua số điện thoại là mình sẽ liên hệ, mình sẽ để dưới cái bảng màn hình ở dưới phía dưới nha các bạn. Rồi các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh của mình á, nhớ đăng ký vô kênh của mình là kênh Phong Cách Sống TV nha các bạn. Rồi, đăng ký trước đây là mình chuyên môn về làm về chim, rồi sau này mình chuyển qua làm bên công tác là coi như là thiện nguyện. Rồi bây giờ mình chuyển qua làm xe luôn nha. Làm cứ có gì làm có tiền là mình làm nha các bạn nha. Rồi các bạn nào mà có xe có cậu gì muốn quay lên mạng thì mình sẽ quay mình đăng cho nha. Tại vì mình có cái kênh là cũng rất nhiều người đăng ký rồi. Các bạn nhớ share và subscribe cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.